Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức tổng hợp 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, đêm 9 tháng 9 có lẽ là đêm kinh hoàng mà cả cuộc đời này chị Lý Thị Tòng 33 tuổi trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cùng các con không thể nào quên. Trần Lũ định mệnh đã cướp đi của chị, người chồng, người bố, cướp đi của các con chị, người cha, người ông. Cho đến hiện tại mới chỉ tìm thấy chồng của chị cách hiện trường 150 km, còn lại bố chị Tòng vẫn đang mất tích. Giờ đây bốn mẹ con chị chỉ biết nương tựa vào nhau sống qua ngày. Sự ra đi đột ngột của anh Bàng Văn Tiến 35 tuổi, chồng chị Tòng, khiến ba người con Bàng Văn Trường sinh năm 2011, Bàng Anh Tuấn sinh năm 2013 và Bàng Thị Kiều Trang sinh năm 2015 và con gái nuôi Đặng Thị Linh sinh năm 2013 một cô cha. Giờ đây chị Tòng sẽ vừa là cha vừa là mẹ để nuôi dạy, chăm sóc các con và báo hiếu mẹ già. Trở lại khu đất từng là ngôi nhà hạnh phúc của mình tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lâu, huyện Bắc Hà. Người con cả của chị Tòng là cháu bàn văn trường không nén được nghẹn ngào. Từ lúc bảo đến giờ cháu mới quay lại đây, cháu nhìn thấy cháu buồn lắm. Bây giờ bố cháu mất rồi, ông cháu cũng không về nữa. Chỗ này cháu ở từ bé đến lớn, kể từ khi xảy ra biến cố đến nay đã gần một tháng, nhưng chẳng đêm nào chị Tòng ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của người chồng lại xuất hiện trong đầu chị. Chị chẳng thể bao giờ ngờ được bữa cơm tối 9 tháng 9 là lần cuối cùng cả gia đình đầy đủ. Giờ đây chị lại lo cho các con tương lai của các con sẽ làm sao khi không có bố bên cạnh. Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy người phụ nữ nghẹn ngào. Cả quả núi ở xã nầm lúc đổ xuống sông kêu to như tiếng mình nổ. Nó nắng dòng nước lũ chảy thẳng vào nhà tôi, cuốn phăng đi chồng, bố chồng và ngôi nhà. Lúc đó gia đình tôi đang trú ở nhà chú trên đồi nên thoát nạn. 15 phút sau tôi chạy xuống nhà xem thì không nhìn thấy cái gì cả. Tôi muốn tiến đến gần hơn nhưng chân tay bủn rủng, tức ngực và khó thở, chân không bước được nữa. Thi thể anh Tiến đã được tìm thấy ở Yên Bái cách nhà 150 km do mưa lũ chia cắt đường đi, chị Tòng không kịp xuống nhận dạng. Anh Tiến được người dân địa phương an táng tại Yên Bái. Chị Tòng nói, chồng tôi được tìm thấy ở Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái sau khi xảy ra lũ được 4 ngày tôi nhìn thấy thi thể người dân ở dưới đấy chia sẻ trên Facebook. Và tôi có nhận dạng được khoảng 80% là chồng mình. Sau đó tôi có lấy điện thoại và gọi dưới kia nhưng không có sóng, không gọi được. Sáng hôm sau tôi và các chú, các anh em trong gia đình đến nơi thì chỉ xem được hình ảnh và xác nhận hình ảnh trên điện thoại thôi chứ không nhìn thấy trực tiếp. Dù vậy tôi vẫn nhận dạng chính xác là chồng tôi nên không cần xét nghiệm ADN nữa, còn bố chồng giờ vẫn chưa tìm thấy nhặt những vật dụng còn sót lại người phụ nữ 33 tuổi xót xa. Ngôi nhà gỗ được dựng từ năm 2009, năm 2015 khi kinh tế có chút dư giả, hai vợ chồng chị bắt đầu sửa lại trần vách, lợp mái tôn rồi mua những vật dụng hết khoảng 200 triệu đồng. Hai vợ chồng cũng dự định năm nay sẽ bán đồi quế để lấy tiền xây một ngôi nhà ở riêng cùng các con. Nhưng dự định mãi là dự định. Trước đó trận lũ lớn trên sông chảy, vào đêm 9 tháng 9 đã cuốn và làm hư hỏng toàn bộ 10 ngôi nhà tại thôn Kho Vàng. Trận lũ cũng khiến 3 người mất tích, 2 người bị thương. Đến nay lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 2 nạn nhân, một người mất tích vẫn đang được tìm kiếm. Ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư huyện ủy Bắc Hà cho biết, vụ lũ quét sạt lở đất xảy ra ở thôn Kho Vàng là trường hợp không ngờ tới. Ông Hòa nói, toàn bộ lượng đất ở sảnh nằm lúc tràn xuống sông chảy và tạo ra dòng nước đẩy sang bên kia sông kéo trôi nhiều nhà và ba người xuống sông. Đây là sự việc không ai lường trước được. Quý vị thân mến, sau thảm họa thiên tai, những thiệt hại về mặt kinh tế có thể đo lường được, nhưng nỗi đau về mặt tổn thương tâm lý và sức khỏe tâm thần cho người dân và cộng đồng bị ảnh hưởng khó đong đếm. Những người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng của thiên tai như bão lục, sạt lỡ ngồi bên giường chăm sóc cháu trai tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức gương mặt chị Đàn, một cư dân sinh sống tại thôn Làng Nũ, hiện rõ nét tiêu tụy, kể lại khoảnh khắc thảm họa xảy ra chị Đàn cho biết. Nhà tôi cách nhà em trai khoảng 200 m sáng 10 tháng 9 năm 2024, tôi nghe thấy tiếng đất đá trên núi sạt xuống, chạy ra thì đã không kịp làm gì nữa. Cách khu vực sạt lở gần 500 m chúng tôi thấy B, con thứ hai của vợ chồng em trai tôi đang kêu cứu, mọi người mới vớt cháu lên đưa đi cấp cứu. Gia đình B có bốn người trận lỗ quét đã cướp đi hai người là cha mẹ của cháu. Hiện mẹ của B vẫn chưa được tìm thấy. Anh ruột của B là cháu P đang học tại trường nội trú huyện Bảo Yên nên may mắn thoát nạn. Theo bác sĩ Đặng Văn Thân, giám đốc trung tâm y tế huyện Bảo Yên, sau khi xảy ra thảm họa, đã có nhiều đoàn từ thiện đến thăm hỏi hỗ trợ người dân địa phương bị ảnh hưởng. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, việc khắc phục chấn thương tâm lý cho những người có người thân bị mất trong vụ sạt lỡ cũng rất quan trọng bác sĩ thân cho biết chúng tôi đã kết hợp với nhiều đơn vị và trạm y tế các xã để thăm khám chăm sóc sức khỏe cho bà con nhận thấy nhiều người bị mất người thân trong vụ sạt lỡ đất bị tổn thương tâm lý có người còn khép mình hạn chế giao tiếp với người khác vì nỗi đau quá lớn nhưng chúng tôi chỉ biết động viên chia sẻ nếu có sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý người có chuyên môn về sức khỏe tâm thần thì họ có thể giúp chúng tôi nắm bắt sàng lọc những người có biểu hiện tâm lý nặng cần phải điều trị từ đó có hướng xử lý tốt hơn. Sau thảm họa thiên tai, những thiệt hại về mặt kinh tế có thể đo lường được, nhưng nỗi đau về mặt tổn thương tâm lý và sức khỏe tâm thần của người dân và cộng đồng bị ảnh hưởng thì khó đồng đếm. Những người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng của thiên tai như bão lụt sạt lở, ít hay nhiều đều bị ảnh hưởng tiêu cực về mặt tâm lý, trong đó nạn nhân trực tiếp như những người bị mất tài sản phải di tản đến nơi khác, mất người thân là những người dễ bị tổn thương nhất. Theo thạc sĩ bác sĩ Đinh Hữu Uân, Viện trưởng Viện Sức Khỏe Tâm Thần Phương Đông, do nguồn cán bộ y tế chuyên gia tâm lý ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi rất hạn chế, nên việc khắc phục chấn thương tâm lý cho người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa nên chăng là phát huy vai trò của cộng đồng địa phương. Bác sĩ Ân phân tích, những tổn thương tâm lý khi kéo dài trên 6 tháng thì không thể tự chữa lành hoặc phục hồi. Do vậy, bác sĩ Ân nhấn mạnh việc cực quan tâm chữa trị sang chấn tâm lý kịp thời, thiết lập các hoạt động và trạng thái bình thường cho người bị tổn thương. Bác sĩ Ân cho biết thêm, việc này cần được thực hiện một cách chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia. Tuy nhiên, về mặt cơ cấu khắc phục hậu quả sau thiên tai, Chúng ta có thể thông qua mặt trận tổ quốc các đoàn thể địa phương để hỗ trợ ổn định tâm lý bước đầu cũng như nắm bắt sàng lọc những trường hợp có các biểu hiện bị tổn thương. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết sau bão Gia Ghi phát hiện tại thủ đô có 12 cây xanh, trồng còn nguyên bầu bọc rễ, Hà Nội đang truy tìm chủ đầu tư trồng các cây này Chiều 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 3 năm 2024. Tại cuộc họp báo, vấn đề cây xanh của Hà Nội gãy đổ sau bão số 3, tên gọi quốc tế là bão Zagi, được nhiều cơ quan báo chí quan tâm đặt câu hỏi. Thông tin về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, bão số 3 đã khiến hơn 11.000 cây xanh do thành phố Hà Nội quản lý bị gãy đổ. Trong số những cây bị gãy đổ do thành phố Hà Nội quản lý, có hơn 3.000 cây được dựng lại và hơn 600 cây được mang về vườn ôm, còn lại hơn 7.000 cây được cắt thành khúc để thanh lý. Về vấn đề nhiều cây xanh sau khi bị gãy đổ có hiện tượng còn nguyên bầu bọc rễ, ông Hưng cho biết vào năm 2014, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra rà soát các cây có hiện tượng còn bầu bọc rễ sau cơn bão số 3 qua kiểm tra, Hà Nội có 12 cây xanh bị gãy đổ còn nguyên bầu bọc rễ. Trong đó có 7 cây bầu bọc rễ sử dụng vật liệu không thể tiêu hủy, 5 cây sử dụng vật liệu bằng vỏ bao xi măng. Ông Hưng khẳng định những cây còn bầu bọc rễ sẽ khiến cây khó phát triển dễ gãy đổ khi có gió to. Sở xây dựng Hà Nội đang truy tìm các chủ đầu tư trồng cây còn nguyên bầu bọc rễ để yêu cầu trồng lại. Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Tại các vỉa hè trong khu vực phố cổ, sau khi mở rộng vỉa hè rất nhiều cây xanh có bộ rễ nằm hoàn toàn trên hệ thống kỹ thuật, bên dưới rễ cây là hệ thống cấp thoát nước, điện viễn thông. Vì thế khi cây cắm rễ sâu xuống dưới, gặp hạ tầng kỹ thuật bắt buộc phải đâm ngang và thậm chí là trồi lên, do đó ông Hưng kiến nghị các đơn vị hạ tầng khi thực hiện các công trình kỹ thuật cần lưu ý đến cây xanh và bộ rễ của cây. quý vị, giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 3 tháng 10 đảo chiều giảm sau khi được điều chỉnh tăng mạnh vào tuần trước. Giá xăng tròn 95 về dưới 20.000 đồng một lít. Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương, Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay. So với kỳ điều hành trước đó, giá xăng E5 được điều chỉnh giảm 770 đồng một lít, giá bán là 18.850 đồng một lít. Giá xăng tròn 95 hạ 710 đồng một lít, giá bán về mức 19.800 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm 100 đồng một lít, giá bán ở mức 17.400 đồng một lít. Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối hiện ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng tới quỹ. Tính đến ngày 2 tháng 10, Petrolimax ghi nhận mức dương quỹ 3.079 tỷ đồng, Sài Gòn Petro dương quỹ 328 tỷ đồng, Petimex dương quỹ 460 tỷ đồng, PVOI âm quỹ hơn 138 tỷ đồng. Liên quan đến thị trường xăng dầu, Nhóm thương nhân phân phối xăng dầu và thương nhân bán lẻ xăng dầu vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến việc sửa Nghị định kinh doanh xăng dầu dự thảo số 04 đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến. Nghị định mới này sẽ thay thế Nghị định 83 năm 2014, Nghị định 95 năm 2021 và Nghị định 80 năm 2023 trong kiến nghị gửi lên thủ tướng nhóm thương nhân xăng dầu cho rằng dự thảo mới có sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tạo lợi thế kinh doanh cho các doanh nghiệp lớn có vị thế độc quyền tạo cơ hội phát sinh tiêu cực hình thành lợi ích nhóm hạn chế quyền kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhóm thương nhân này kiến nghị chính phủ và các bộ liên quan xem xét sửa đổi dự thảo nghị định với tinh thần đổi mới về phương thức và cơ chế quản lý, điều hành thị trường xăng dầu theo hướng bảo đảm sự tuân thủ đúng khung khổ pháp luật hiện hành, hướng tới xây dựng một thị trường xăng dầu vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh tự do, bình đẳng và công bằng. Ngoài ra, cần xem xét lại sự tồn tại của quỹ bình ổn giá xăng dầu vì nó không hiệu quả và ít phát huy tác dụng thực chất. Trong khi đó, nó tạo gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp nói chung và cùng với thuế môi trường thu trước, nhiều doanh nghiệp lớn đã lạm dụng quỹ này và tiền thuế để trục lợi trái pháp luật. Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.